Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Vision Audio. Vision Audio rất hân hạnh được gặp lại quý vị và các bạn. Và trở lại với clip ngày hôm nay, tôi xin được phép tiếc đôi loa MUF Bass 25 và cục đẩy công suất DMX thương hiệu đến từ nước Đức. Và xin lưu ý với quý vị và các bạn, đôi loa MUF thương hiệu cũng đến từ nước Đức và chiếc vang Neck FX8 và chiếc mic KTV tôi đang cầm trên tay. Tổng trị giá cho bộ karaoke này hơn 11 triệu đồng. Quý vị và các bạn nhớ nút đăng ký kênh và nút chuông thông báo để luôn cập nhật được những video do tôi làm tiếp theo. Và tôi xin phép được tiếp một đoạn karaoke. Năm canh nghĩ rằng tôi vắng anh và nghĩ
đẹp trai đời kinh. Nhiều khi chờ xa lòng tao thơm canh tao, đường ra nhỏ bé nằm đời mong đã bao lâu. Tiếng còi đến lượt mau, đoàn tàu đi về mãi mà bản thân tôi nơi đâu. Tiếng còi như lượt mau, đoàn tàu đi về mãi mà bản thân tôi nơi đâu. Quý vị và các bạn thân mến, trên thị trường thì bây giờ có rất nhiều các cái dòng vang nách. Vang nách này thực ra là nó không có vang chính hãng mà nó chỉ là vang của Trung Quốc. Thế bây giờ tất cả các cửa hàng đều bán với cái vang nách này có giá nó hoàn toàn khác nhau. Có giá từ cao nhất là 2 triệu 2, 1 triệu 3, 1 triệu rưỡi, 1 triệu 7, 1 triệu 8. Về cái hình thức bên ngoài và cái kết cấu bên trong, để cho quý vị và các bạn phân biệt một chiếc vang nách này hàng đắt tiền thì nó rất là khó, vì nó không phải là hàng thương hiệu nên nó không có một cái tiêu chuẩn gì để đánh giá về chiếc vang nách này. Mà quý vị tin tưởng cửa hàng nào thì chúng ta mua cửa hàng đấy. Và đặc biệt là quý vị xem các cái bản test trực tiếp trên cái con dòng vang nách này. Chứ còn nếu chúng ta nhìn bên ngoài và các cái tem mác này thì nó không nói lên điều gì. Mỗi cửa hàng bán một giá khác nhau. Nếu cửa hàng nào nhập ở bên Trung Quốc về, cái dòng vang nách này giá tiền nó cao thì chất lượng nó sẽ tốt, và giá tiền nó thấp thì chất lượng nó sẽ không được tốt. Còn để cho quý vị và các bạn phân biệt về cái phía bên ngoài, về kết cấu bên ngoài và các tem mác, check mã thì nó không có một cái căn cứ pháp lý nào để chúng ta đánh giá nó là một chiếc vang tốt, vì nó không phải là hàng chính hãng. Nên lưu ý cho quý vị và các bạn, dòng vang nách này nó có giá từ 2 triệu 2 xuống đến 1 triệu 3 tùy từng cửa hàng bán. Nên tất cả các cửa hàng đều nhập vang nách này về thì đều làm clip giới thiệu là nó như thế này nó là hàng chính hãng, nó như thế kia nó là hàng chính hãng. Thực ra nó không phải là hàng chính hãng mà nó là hàng của Trung Quốc. Giá tiền nhập về nó khác nhau thì chất lượng nó khác nhau. Nên quý vị và các bạn hết sức lưu ý khi mua các dòng vang nách có giá nó từ 2 triệu 2 đến 1 triệu 3. Quý vị và các bạn tốt nhất là nên xem các cái bản test trực tiếp, xem echo, reverse, delay của nó có mượt mà hay không. Vì dòng này nó có cả reverse, delay, echo. Nếu các bạn cảm thấy mà cửa hàng nào test chất âm nó mượt mà thì chúng ta mua, chứ còn chúng ta không thể phân biệt được bằng cái hình thức máy móc cũng như bên ngoài của nó. Quý vị và các bạn nhấn nút đăng ký kênh và nút chuông thông báo để luôn nhận được những video do tôi làm tiếp theo. Quý vị và các bạn có nhu cầu mua hàng thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0978 527 827. Ship hàng toàn quốc cho quý vị và các bạn. Một lần nữa xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.